Vào khoảng 3 giờ sáng nay, 31 tháng 7, tại lưu vực sông Đạ Quay, địa bàn thôn 11 xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻ, một cơn lũ lớn từ thượng nguồn đổ về gây sạt lở nghiêm trọng các tuyến đường giao thông liên thôn và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân tại địa phương này. Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻ cho biết, thống kê bước đầu, lũ đã làm ngập úng trên 20 hecta hoa màu, chủ yếu là cây trồng ngắn ngày đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch, đồng thời gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, trong đó nghiêm trọng nhất là cầu cống và đường giao thông trên tuyến đường liên thôn từ thôn 5 đến thôn 11 của xã Đạ Kho, bị hư hỏng nghiêm trọng gây khó khăn trong việc đi lại vào khu sản xuất người dân. Cũng theo ông Cường, nguyên nhân khả năng do những ngày qua mưa lớn ở thượng nguồn nên dẫn đến tình trạng ngập úng. Và đây cũng là cơn lũ lớn nhất xảy ra trong vòng hơn 10 năm qua trên địa bàn. Hiện chính quyền địa phương xã Đạ Kho và các ngành chuyên môn của huyện Đạ Tẻ cùng với người dân đang tập trung các phương án khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Là địa phương có diện tích điều lớn thứ hai sau cây lúa với 7.131 hecta, huyện Đạ Tẻ đã triển khai đề án chuyển đổi vườn điều kém hiệu quả, vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như cao su, cây ăn quả. Đến nay diện tích cần và có khả năng chuyển đổi đã cơ bản thực hiện xong. Hiện tại, huyện Đạ Tẻ đang tiếp tục thực hiện tỉa cành, tạo tán và ghép cải tạo vườn điều.